Ngày 22 tháng 11, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác chuyển đổi số trên địa bàn một số xã, thị trấn của huyện Bảo Thắng. Năm 2024, công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã có chuyển biến tích cực. Toàn huyện có 188 thôn, tổ dân phố thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với 1.150 thành viên. Huyện đã nhân rộng được 19 mô hình thôn, tổ dân phố chuyển đổi số thông minh, hoạt động ổn định và có hiệu quả. Kiểm tra tại thôn Đông Căm, xã Gia Phú, thôn đầu tiên thực hiện hiệu quả mô hình thôn chuyển đổi số thông minh của huyện, và tại tổ dân phố số 5 thị trấn Tằng Lòng, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy Hoàng Giang ghi nhận những kết quả nổi bật các địa phương đạt được. Đồng chí mong muốn từ hiệu quả mô hình chuyển đổi số thôn Đông Căm, xã và huyện tiếp tục nhân rộng ra các thôn và tổ dân phố khác trên địa bàn. Cùng với đó, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy hiệu quả hoạt động. Huyện Bảo Thắng sớm đánh giá mô hình thôn tổ dân phố chuyển đổi số để đề xuất với tỉnh cơ chế hỗ trợ về trang thiết bị và hỗ trợ về chính sách cho những người trực tiếp tham gia công tác chuyển đổi số tại cơ sở.